Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spa Room. Hôm nay, Pink Dot sẽ mang đến cho các bạn bài viết Quảng cáo, đầu tư, đỏ đen và cuộc sống của tác giả Mạnh Cương Indie. Chúng ta hãy bắt đầu bài viết ngay bây giờ. Vẫn là 0 giờ, cái giờ mà theo đồng hồ sinh học tự nhiên hầu hết mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Xung quanh tôi là đêm tối, tôi đang ngồi trước màn hình máy tính, đeo cái headphone in-ear kín mít, một chút nhạc lo-fi nhẹ nhàng. Và một người đàn ông da trắng, mái tóc vàng, xoăn tít xuất hiện trên màn hình 18 inch và cất lời đề nghị. 50 triệu, theo không? Giọng điệu của gã đầy thách thức. Tôi hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, mắt nheo lại như suy tính một điều gì đó thật kỹ, mím môi lại rồi lên tiếng nói. Theo. Chắc chắn bạn đang chưa hình dung ra tôi đang nói cái quái gì đúng không? À, xin giới thiệu, tôi là Michael, một Facebook Advertiser, quảng cáo trên Facebook. Thật ra, khung cảnh vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng của tôi vào buổi đêm lúc 0 giờ, cái giờ cực kỳ quan trọng với mấy ông chạy quảng cáo trên mạng giống như tôi. Vì theo kinh nghiệm của anh em trong nghề, đó là giờ hệ thống Facebook reset lại chu kỳ phân phối của các bài quảng cáo, nên đó được coi là giờ thích hợp nhất lên các bài quảng cáo mới. Đó là lý do việc phải ngủ ngày kế đêm là chuyện hết sức bình thường. Quay trở lại chủ đề, bạn vừa thấy những gì mà tôi vừa kể cho bạn. Nghe có vẻ giống như là tình tiết cao trào của một bộ phim về cờ bạc nổi tiếng nào đó đúng không? Đó là vì gần đây, sau một thời gian tu luyện, tôi đã nhận ra ba lĩnh vực sau có những điểm rất liên quan đến nhau. Đó là chạy quảng cáo, nghề của tôi, chơi bài poker và đầu tư tài chính. Nếu các bạn cảm thấy tò con nhà anh mò, thì tôi sẽ bắt đầu ngay. Lựa chọn. Lựa chọn hay là chết, mà chết cũng chỉ là một lựa chọn. Tiêu đề thì hơi giật gân như vậy thôi, nhưng đầu tư tài chính, chạy quảng cáo hay những game bài đỏ đen như là poker đều là việc chúng ta đều bỏ ra một khoản tiền để hy vọng sẽ kiếm được nhiều hơn những giá trị trong tương lai. Và luôn có những sự lựa chọn mà khi tham gia, chúng ta cần tìm ra đâu mới là hợp lý nhất. Chẳng có đúng sai rõ ràng, mà chỉ có hợp lý hay không hợp lý, hợp lý ít hay hợp lý nhiều. Trong poker, chúng ta luôn có call, chấp nhận đánh cược, fold, bỏ bài và trả tiền, check, đợi thêm thông tin và all in, xả láng đi hả? Trong đầu tư tài chính, cụ thể là chứng khoán hay bộ môn đầu tư cryptocurrency, tiền kỹ thuật số đang rất hot trong thời gian gần đây. Người chơi có quyền chọn mã cổ phiếu hay là đồng tiền số mà mình muốn theo đuổi, quyết định mua chúng ở mức giá bao nhiêu, thời điểm nào, rồi có bán hay không bán. Những sự lựa chọn đều từ sự kỳ vọng đạt lợi nhuận trong tương lai. Trong chạy quảng cáo, người chạy chọn nội dung, chọn thời điểm, chọn ngân sách mỗi chiến dịch và rồi chọn tắt hay bật để dừng lại hay tiếp tục. Như vậy đó, người tham gia luôn có nhiều sự lựa chọn và họ đặt cược một khoản đầu tư vào những quyết định và chấp nhận những điều được và mất sẽ đến từ những quyết định đó. Tâm lý và đôi khi cả là tinh thần thép. Khi tham gia những bộ môn này, tôi đã nhận ra tất cả chúng đều đã đem đến cho tôi những cảm xúc hay những hiệu ứng tâm lý rất rõ ràng theo kiểu rất là cuộc sống mà. Để tôi kể cho bạn sự kiện của anh bạn tôi cách đây ít tuần. Khi đó, một đồng tiền kỹ thuật số mà anh ta đầu tư trong 30 đến 15 phút đã lao dốc giảm mấy chục phần trăm, khiến số tiền đầu tư của anh bốc hơi mất mấy ngàn đô. Mấy ngàn đô trong 15 phút, chắc bạn cũng có thể đoán được tâm lý lúc đó của người chơi như ông bạn tôi chứ. Đó là lúc thị trường khá là hỗn loạn và lúc đó tiếp tục nắm giữ tài sản và chờ đợi giá của đồng tiền sẽ quay trở lại hay là bán đi vì biết đâu nó sẽ tiếp tục mất giá sâu hơn và bị mất tiền nhiều hơn nữa. Stop loss. Điều này giống như trong game bài poker, những người chơi thường bị chèn ép về mặt tâm lý giữa được hay là mất. Úp bài và từ bỏ, chấp nhận khoản mất đã cược trước đó có thể là không nhỏ để không bị mất nhiều tiền hoặc tiếp tục chấp nhận rủi ro với mức cược cao hơn. Trong quảng cáo thì sao? Bạn chạy mức ngân sách càng lớn, lên tới mấy chục, mấy trăm triệu, bạn sẽ càng cảm thấy khó khăn. Tưởng tượng trong một ngày, khi bạn chi ra mức ngân sách vài chục triệu mà kết quả lại thật sự tồi tệ đến bất thường. Điều này có thể do thị trường, đối thủ cạnh tranh hay những yếu tố mà bạn chưa kiểm soát được. Thật đáng ngại là sự bất ổn này diễn ra không ít. Lúc đó, tiếp tục hay tạm dừng, sự được hay mất là điều đẩy bạn vào những trạng thái tâm lý mà tôi gọi là tinh thần thép để quyết định. Những tâm lý trong đầu tư tài chính hay là poker hay kể cả quảng cáo mà người chơi hay gặp nhất đó là tham lam.
khi được lời thì muốn được nhiều hơn nữa. Đó là lo sợ, có khi run bần bật, sợ mất số tiền vừa bỏ ra, và cả FOMO, sợ bị bỏ lỡ nữa. Ví dụ, người ta bảo mã cổ phiếu này sẽ tăng giá mạnh, không đầu tư thì sẽ tiếc mà không ngủ được. Hay quảng cáo đang không tốt, nhưng nếu dừng lại mà sau đó nó tốt hơn thì sao? Xác suất, trực giác và may mắn. Sự tương đồng tiếp theo của các bộ môn mà chúng ta đang bàn luận đó là xác suất. Bộ môn quảng cáo chẳng có gì là đúng hay sai. Một chiến dịch được người ta đánh giá là tuyệt vời ở mọi mặt, từ hình ảnh, video, thông điệp, nội dung thì nó lại chẳng đem lại kết quả gì. Trong khi một chiến dịch tưởng như là bỏ xó lại đem kết quả tốt kinh ngạc. Nhiều người làm nghề hay dùng câu cuộc sống ma nhiều hơn. Luôn có xác suất, có hoặc không, đúng hoặc sai cũng chỉ là tương đối. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Trong bộ môn poker, những người chơi chuyên nghiệp và đầu óc thường phải tự tính được xác suất chiến thắng trong đầu và từ các dữ kiện xảy ra, từ các quân bài vừa xuất hiện đến các hành vi, cử chỉ của đối phương, và chắc chắn họ là những bậc thầy về bộ môn xác suất thống kê. Tuy nhiên, cần thêm cả trực giác và sự may mắn nữa. Trong bộ môn này, những trạng thái về trực giác thường xuyên xảy ra như kiểu mình có niềm tin rằng mình sẽ có thùng phá sành hay chắc chắn đối phương không thể có quân át đâu. Người chơi poker dùng trực giác để cảm nhận và phỏng đoán quân bài tiếp theo sẽ xuất hiện hay quân bài của đối phương, so sánh với những tính toán về xác suất để đánh cược về quyết định của mình. Người đầu tư tài chính cũng vậy, có phần trăm nào đó họ sử dụng trực giác của mình để đoán biết giá thị trường sẽ lên hay xuống. Tuy nhiên, những nhà xác suất thiên tài, những người nhạy bén về trực giác vẫn có thể thua hay mất trắng nếu như đối phương là người may mắn hơn hoặc gặp những rủi ro rất kiểu kiếp đỏ đen như sàn chứng khoán bị nghẹn lệnh, chính sách nền tảng quảng cáo thay đổi bất ngờ hay những người chơi poker khác lật lọc, không hề ít nha. Đó, cuộc sống mà, đen thôi, đỏ thì quên đi. Nhưng, thắng bại tại kỹ năng, nâng cao tư duy chiến lược để chiến thắng. Điểm quan trọng của bài viết này đó là đừng coi cuộc sống này như một bộ môn cờ bạc, đừng đánh cược vào những cuộc chơi may rủi. Trong những bộ môn tôi vừa kể trên đây, bạn hoàn toàn có thể thắng nếu có kỹ năng và tư duy chiến lược xác định. Dù không có gì là tuyệt đối, nhưng những người chạy quảng cáo, digital marketing xuất sắc, thấu hiểu tâm lý khách hàng, họ có kỹ năng cao để đưa ra những chiến dịch tốt hơn nhiều những chiến dịch dở. Những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp biết kiểm soát sự chi phối của tâm lý trong các hoàn cảnh. Họ chủ động trong sự biến động của thị trường. Họ có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng cho từng khoản đầu tư. Họ kiểm soát được lòng tham và chai lì với sự sợ hãi để đạt được kết quả là lợi nhuận tốt cuối cùng. Người chơi poker cũng như vậy. Người chơi giỏi sẽ không hề bị bất ngờ trong tình huống nào. Trong thực tế, luôn có những người chơi poker trắng tay và có những người thắng cả bàn. Người thắng chắc hẳn là những người có quyết định chính xác hơn. Họ có thể bị thua trong 1-2 ván do là bị kém may mắn, nhưng vẫn là người giành chiến thắng chung cuộc. Và tổng kết lại, những bộ môn này khiến tôi nhận ra điều gì? Đó là cuộc sống luôn ẩn chứa những bất định, không có tuyệt đối, luôn có xác suất hoặc không. Nhưng nếu có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, rèn luyện tư duy chiến lược và có mục tiêu kế hoạch rõ ràng, biết kiểm soát những trạng thái tâm lý của mình, thì ta có thể đưa ra nhiều quyết định hợp lý hơn những quyết định không hợp lý và trở thành người chiến thắng. Đỏ hay đen, may hay rủi vẫn có thể xảy ra nhưng chẳng được nhiều lần và ta không đánh cược vào chúng. Cảm ơn bạn đã nghe đến phần này của bài viết. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại đặt lên bàn cân những lĩnh vực này mà không phải là điều gì khác. Đó là sự ngẫu nhiên của bí thuật. Tôi đặt ra và mời bạn tham khảo chúng, và nếu bạn thấy hay, bạn có thể chia sẻ. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!